Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là điện thoại QSmart S16 của QMobile. Và đây là phần pin của điện thoại QMobile S16, QSmart S16 đã có mặt tại di động có cấp chấm ven. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan pin của điện thoại QSmart S16, lỗi hỏng, pin phồng rộp, pin khởi động lúc lên lúc không, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động có cấp chấm ven. Kỹ thuật viên để di động có cấp chấm ven sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể với các bạn. Đối với những khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động có cấp chấm ven thì quý hàng có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, tức là quý hàng đặt hàng tại website di động có cấp chấm ven, chúng tôi sẽ ship pin đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý hàng vui lòng liên hệ 024 66 75099 hoặc truy cập vào website www.didongcaocap.vn. Kỹ thuật viên tại di động cấp chấm ven tư vấn và hướng dẫn cụ thể hơn với các bạn về pin của điện thoại QSmart S16. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ tại di động cung cấp chấm ven.